Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã trở lại với Lưu Linh TV. Đó, hôm nay hai vợ chồng Lưu Linh ghé nhà ông bạn. Đây mình thấy nay cái xoài Nam Độc Mai không có nhiều mà. Không, tại kỳ lạnh á gió. No, này. Jay, this tree normally is a lot. Yeah, I don't see him. Cái cây này thường thường nhiều lắm mà nay nó có chút xíu à. That's all we have. Yeah. Rồi trái bự lắm á. It's inside. Remember, it's used to dangling like. Này mình xuống đây và mình hái Nam Đồng Mai mình ăn. Nó cho mình xuống hái ăn. Mà năm nay không có nhiều. Tại gió rụng thường thường hả, mỗi năm là cái cây này nè trái đầy luôn á. Mình đi qua bên cái cây lớn bên kia nó có nhiều hả em à. Vậy sẵn hái này luôn đi. Cái trái này nó coi nó chưa có già đâu em ơi. Có mấy trái bự, trái này được nè anh, trái này bự nè. Đây nè. Em hả? Chưa có già đâu. Trái này bự nè. Được không? Nó bự rồi nhưng mà đẹp quá ha. Hả? Quá trời đẹp luôn. Nhưng mà nó chưa mà có năm nay ít quá hả? Nó chưa có già đâu. À. Đi qua bên trái cây bên kia như trái già đó, đi qua bên cây bên kia coi. Đi. Ổn quá. Thường thường á nhiều lắm. Ô, mít của nó nè. Wow. Nhà nó cũng có trồng mít đó nè. Nó đâu biết ăn đâu. Nó để cho rụng thúi hết vậy, nó đâu biết ăn. Nó muốn biết xẻ mít. Bởi vậy nó có trái cây nó xuống, nó kêu mình xuống, nó cho mình ăn Nam Đồng Mai đã luôn em. Để giờ qua bên cây kia cắt thử trái cây cơ mà. Jay, you know how to cut the jackfruit yet? Oh, they're bad this year though. Cái này sao năm nay nó bị coi cái gió nó à? Mà nó không được, không được. Nó không được đẹp. No. Gió nó. Với lại trái, tại vì mấy bạn biết rồi mà cái thời tiết mà nó hơi lạnh á, với lại gió nhiều á, nó làm xoài hư nhiều lắm. Coi nè, nó nứt nè. Anh thấy không? Nó bị hơi nứt nè. We don't know what happened, huh? Hey, look at this. Yeah, they crack. Nó bị nứt rồi, nó bị đen. You see that? Yeah. Oh, xin lên học cái này nè. Đau trái, ồ, ở trên này có. À, xoài, không biết cái loại này loại gì mà nó xanh lè, xanh lét hả ha? Ờ, nó xanh lè. Uh-huh. Mà năm nay nó không được đẹp. Đi qua cái cây Nam Đồng Mai cái này nè. Được thả không? Trái thần tan kìa. Yeah, I need some. You know what it is? No. What happened to the freeze? Remember the cold. It messed them up because this is the early variety. Cái này đẹp nè. Trái này được nè, thấy không? Thấy cái màu nó không em? Wow. Thấy không? Nó vàng vàng rồi nè. Quay hình đi, quay đẹp. This one bad already. Nó bị hư rồi. Uh-huh. Anh hái trái đó xuống ăn thử đi. Cắt sẽ ăn với muối ớt. Muối ớt Tây Ninh. But that the other tree, Jay, like normally is a lot. Oh man, yeah. No, vậy mà nó chưa yeah. có. It's not even ready, Jamil. You the color, look at the color. Mà nó còn xanh, nhìn nó vậy còn xanh mũ trái. Nó cần rửa không? Không. Có dầu nướng đây nè. Đã ăn luôn, cái này chắc chua. Nhưng mà nó già thì nó cũng không chua mấy, nhưng mà mẹ cái này làm gỏi là hết sợi em. Really sour. Ăn gỏi thịt nướng ngon ha. Hey Jamil, where's the salt and pepper, Jamil? Let me try. Yeah, it's yummy. Look. Yeah, it's a big thing. Chua quá không? You want to try it? It ain't? Try it. Get a piece. You got it, good. Hey, Jamil, want to try? You want to feed me, though? No, it's your mango.
Dip it in our sauce. Mm-hmm. Look how crispy it is. It's not that sour, right? No, uh-huh. That's not right at all, actually. Cái này là nó dừa nè em. Cái trái này dừa nè. Mm-hmm. Season is good. Mm-hmm. Ooh, salt and pepper. Mmm, sugar. Cái này mình hái mình để xuống chừng mấy tầng nữa là chín rồi. It's crunchy. Cái nam đồng mai đầu năm luôn em. Yeah. These weren't really that sour anyway, even when they were green. No, really sour. They were? Yeah, yeah. They're super sour. Oh, you gotta make the mango salad. But yeah, this one's not that sour. No, this one's I guess mature it's mature. Mature. Uh-huh. So if you pick them in a mature off a tree? Nó nhiều lắm em, nó nằm ở trong 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 này nè. You see a lot more. Không. Hả? Oh, em vô trong á, em vô trong nhìn lên trái nó trong nhiều. Nó nhiều lắm. Còn ngoài mình nhìn đó nó không có được nhiều vậy đâu. Nhưng must have been the weather. Mm. The inside is still good. Tại nó bị lạnh hồi hồi mấy tháng trước á, lạnh quá uh-huh. đó em. Bởi vậy thường thường cái cây này á là trái nhiều dữ lắm. Hồi hôm nay không có nhiều. Nhưng mà bạn mình á không có biết ăn ăn mấy cái xoài này mấy bạn ơi. Bởi vậy mấy bạn biết năm nào nó cũng kêu mình xuống nó cho mình ăn hết á. Không cho mình ăn, mình cho lại đồ ăn. So good. It's pretty good, man. They try it, Roxy. This one's ripe already, huh? Is that one sweet? It actually looks pretty good. Cây thò. Mà cây đó nó bị bệnh á. Anh thấy không? Nó cái lá nó nè. Trái nhiều lắm. Mắm nó thơm. Em, cái này nó ngọt cay, nó yeah. không có chua mà nó thơm mà nó. It doesn't smell. It's nó chưa có dạ. Good. Not bad at all. It ain't sweet sweet, but it ain't bad. You know what it is? It's not ready. It fell early. Yeah. Yeah. You see the seed? It's still like immature. Not mature yet. Oh, babe. Butterfingers. Good. Mm-hmm. Giờ anh Lưu chuẩn bị hái, Lưu leo hái xoài. Cái bịch đó anh để ô mình để cho nó chảy mũ chứ. Tại vì bạn mình nó không có biết ăn, nó không biết ăn xoài này. Mình thích ăn xoài xanh. Với làm gỏi á, ngon lắm. Mấy bạn biết mai. Không? Yeah. Đáng lẽ là cái cây này nhiều lắm. Bạn nó nói hồi bữa gió đó, như mùa lạnh á. Nó rụng quá trời rụng luôn. Yeah, the sap. Yeah. Nè, phải mổ chảy nè. Ừ, đã không? No, you get a good picture. Come in. Let's see what it is. See all this right here. We can wait. Yeah, the little. Oh, man, my cái trái bự. You have? Look, let me get. Đã ha. Wow, cái này quá trời luôn nè. Uh-huh, I see. Uh-huh. Ồ, trong này nó trốn trong ô trong này nè. Mấy trái bự không anh luôn? Ở nguyên đám nè. Yeah, ở trong đó nó xíu. Uh-huh. Cái xoài này nó chín, nó thơm dữ lắm. Can you wrap that? Bây giờ là tới mùa xoài rồi mấy bạn. You're gonna make Jamil speak Vietnamese in a little bit. Chú cái chồng á anh, cao lắm. Anh nói bữa anh ca mượn cái picker, anh ca còn giữ. Wow, look at that over here. Ooh. Oh, look at that. That's good. Yeah. Mm-hmm, đã không? Wow. Nè. Ai mũ nè, hả? Nhiêu đây được, nhiêu đây rồi nè. Ở đây cháy sẽ đã. Ôi, trên đây nhiều nè anh. Sướng tay giúp mình luôn em. Wow. Ồ, cái này vậy làm cái mắm đường á em. Uh-huh, chấm ăn ớt cay thì cay hết luôn. Yeah. Đó,
ở nhà nó trồng xoài vậy đó, nhưng mà không biết ăn. Nam Đột Mai mấy bạn. Có chân đạp ở dưới nha anh. Ồ, bên này không có nhiều. Bên đây không, cái này còn nhỏ xíu, cái này còn tới tháng 5 nữa được nè anh. Mấy cái này là tháng 5. Bây giờ tháng 4, gần hết tháng 4 rồi, tháng 6 luôn nữa. Năm nay nó hơi bị slow. Giờ nó lấy cái thang bự này, mình vô trong mình hái mấy trái bự trong đây nè. Ở nè, trái trên đó được á. Thấy không? Hái tới không? Cái cây hái cho cha mượn nha, ca đi đem lại. Yeah, they're big. If you stand here, you can see a lot. Look, you see? Yeah, in the middle and then right there. If you stand from this angle, like you see them. Yeah. Wow, quá trời trái luôn. You picked the bad side. I know. He's good. You need somebody to help catch the mango, babe? No. Roxy can. You want to? Here, you don't, if you don't mind, get all the sand on you. You're so funny. Oh, family, you just do that. There's something wrong with that boy. Bạn của mình á, bạn của mình với anh Lu nó phá giỡn lắm. Tối ngại lỉ khỉ vậy. You want those beach short? We'll get you one day. Bên này nhiều quá anh ha. There's a bunch of little ones on that side. Ở trong đây nhiều lắm em. Yeah? Yeah. Oh, I see. Yeah, thấy không? Uh-huh. Này dày là làm tỏi là hết sảy luôn á. It's hiding inside. Wow. Nó trốn ở trong á. There's a bunch more in there? Yeah, đây nè. A lot nicer too. Inside? Yeah. Let me go inside. Let me go. Let's go on the other side. On the inside, oh, on look. The other side. See it? Hay nè. Nè, trong bộ đầu bên phía bên kia kìa. Oh, wow. On the other side. You, look, you see Jay? Like on this side. No, I don't think the kids are going to do it. Wow, there's a lot there. Oh, let me see. Nó nhiều quá. Oh, leo ghê luôn. Blue leo, huh? Uh-huh. Hey, Jimmy, come catch it for me. It's got a climb. Oh, man. No, it's good. Yeah? Oh, you got sap on it? Oh, yeah, it's hot. Get some beach short like Ty. Oh, yeah. The only sexy, you can only wear them in sexy. If you don't feel yourself, if you're not feeling yourself, I recommend you not to wear it. Yeah, I'm aware. I'm feeling myself. Oh, my God. Over here. Over there. Em thấy nè. Oh, man. Nice one over here, man. Có chân cẩn thận lắm luôn. He's climbing. Like a monkey. It's okay. This video is gonna pay for it. Look, Jamil, over here. Damn. Nice one over here, man. Huh. Ở trong đây có nhiều lắm em. Yeah. Uh-huh. Bụi mới bay vô mắt em. Alright, I think that's enough. Yeah, I think that's good. More than enough. There's one over here, huh? You see up top there? Where? No, just grab the big one. Yeah. It's a nice one. Look. Yeah. Mm-hmm. Right over yeah. The ones that hide inside look better, man. The I know, right? The one ain't something. Yeah. So many more here,
Like they're hiding, like they're hidden inside. Well, better, so they like right up here too. Right over your head. Where? Up there? Yeah. Up. I think we can wait for that. Yeah, we're good. Yeah, babe, enough. Jamil's gonna carry you down. Like a baby. Like, come to daddy. You. Wow, cái nè. Đó, lưu hái được như đây. Wow, pretty good, huh? Yeah. Ừ, hái được, chút xíu anh hái được nguyên một đống xoài. Như đây chắc về ăn đủ, đủ làm gỏi rồi em ơi. Ăn nước mắm đường. Say what? If I get a million subscribers, yeah. Nên lưu bỏ vô. 2, 5, 10. 14 15 24 25. Wow, cũng 30 ba mấy trái. Wow. Hái gì cũng 36 trái. Quá đã luôn. Cái cây bên kia bữa nào mình loại mình ăn hết rồi đi. Mình loại làm gỏi với làm bánh tráng trộn hết sảy luôn. Nguyên bịch. Năm được mai á, nguyên bịch năm được mai mấy bạn. Quá thơm luôn. Yeah. Thôi. Cái này mình hái xòi với nó, mình phải uống với nó ăn chay mới chịu. Thôi bây giờ Lưu Linh cũng xin tạm ngừng cái video ở đây nha. Lưu Linh muốn, chúc cả nhà mình một ngày vui vẻ. Mình muốn làm cái video bữa nay á cho mấy bạn biết á, là Nam Đồng Mai vô mùa rồi nha mấy bạn. Rất là đẹp luôn, trái đẹp lắm. Nam Đồng Mai vô mùa rồi đó. Rồi, bây giờ mình cũng tạm ngừng cái video mình đây đi không em. Rồi, hẹn gặp lại các bạn video sau. Các bạn nhớ cho Lưu Linh cái thumb up với subscribe để ủng hộ cho Lưu Linh nha. Để có những video tiếp theo. Xin chào. Bye.